度胸だけじゃねえ。麦わらのルフィ、力がねえのなら救えねえもんは頑張ったって救えねえよ。邪魔だ。よっと。おっと。おっと。まだだよ。こっちだよ。Ông dường như đã mất liên lạc, râu trắng. Ông làm sao để một kẻ hùng mạnh gục ngã, để cho cái thứ rác rưởi liều lĩnh này dẫn dắt người của ông? Ta rất ghét phải nói rằng ta đã nói với ông như vậy, nhưng ta đã nói với ông như vậy đấy. Cậu còn thở không, mũ rơm? Cậu bé đã làm đủ, chăm sóc cậu ấy. Để tôi yên, tôi không có thời gian cho việc này. Đừng cản đường tôi. Hay là người anh trai duy nhất mà tôi có trên thế giới này. Và tôi sẽ cứu anh ấy, mất cứ điều gì. Cậu chỉ nói suông và không có thực chất. Cậu còn trẻ và dại dột. Nhưng ta lại rất thích những kẻ ngu ngốc. Tôi cần một ân huệ cuối cùng. Xin hãy lắng nghe tôi. Tôi phải làm mọi thứ trong khả năng của mình, ngay cả khi đó có nghĩa là tôi chết khi làm vậy. Làm ơn đi, Eva. Hãy để tôi chiến đấu. Nếu tôi không thể chiến đấu bây giờ, và ai chết? Sau đó điều đó sẽ khiến tôi muốn chết. Xin hãy cho tôi sức mạnh để chiến đấu. Nếu tôi để cậu chết ở đây, vậy thì tôi không thể đối mặt với Dragon một lần nữa. Đồ ngu ngốc. Rất tốt. Rất tốt. Hãy làm theo cách của cậu. Luffy.